Xin chào mừng các bạn đến với tiết học luyện từ và câu tuần 4. Ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu bài Từ trái nghĩa. Trước khi đến với nội dung của bài học mới, cô trò chúng ta sẽ cùng ôn lại bài cũ nhé. Ở tiết học trước, chúng ta đã học bài gì nào? Chính xác, ở tiết học trước, ta đã học bài Từ đồng nghĩa. Vậy, cô có một bài tập dành cho các bạn. Điền các từ đồng nghĩa còn thiếu dưới mỗi tranh. Tranh thứ nhất, cổng. Tranh thứ hai, điệu. Tranh thứ ba, kiệu. Đây chính là các từ đồng nghĩa cùng thể hiện một hành động mang vác một người nào đó trên lưng. Vậy theo các bạn, thế nào là từ đồng nghĩa? Chính xác, từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. Vừa rồi, chúng ta đã được ôn lại kiến thức về từ đồng nghĩa. Sau đây, cô mời các bạn đi vào nội dung bài học ngày hôm nay. Từ trái nghĩa. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với yêu cầu thứ nhất, so sánh nghĩa của các từ in đậm trong đoạn văn sau. Van der Boen là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa. Vậy, hai từ in đậm trong đoạn văn là phi nghĩa và chính nghĩa. Vậy, theo các bạn, phi nghĩa là gì? Và chính nghĩa là gì? Phi nghĩa là những việc làm trái với đạo lý, điều không chính đáng. Chính nghĩa là những điều, những việc làm đúng với đạo lý, điều chính đáng, cao cả. Phi nghĩa và chính nghĩa là hai từ có nghĩa trái ngược nhau. Đó được gọi là những từ trái nghĩa. Vậy, thế nào là từ trái nghĩa? Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Ví dụ, cao, thấp. Ngày, đêm. Phải, trái. Câu số 2. Tìm những từ trái nghĩa với nhau trong câu tục ngữ sau. Chết vinh hơn sống nhục. Các cặp từ trái nghĩa trong câu này là sống, chết, vinh, nhục. Câu 3. Cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện quan điểm sống của người Việt Nam ta? Cặp từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên sống, chết, vinh, nhục. Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra hai vế tương phản, làm nổi bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Việt Nam. Câu tục ngữ này thể hiện ý nghĩa thà chết mà được kính trọng, được đánh giá cao, còn hơn sống mà bị người khác cười chê, khinh bỉ. Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng gì? Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật các sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái, đối lập nhau. Qua phần tìm hiểu bài vừa rồi, các bạn hãy trả lời hai câu hỏi. 1. Thế nào là từ trái nghĩa? 2. Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng gì? Mời các bạn đến với phần ghi nhớ. Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Ví dụ, cao thấp, phải trái, ngày, đêm, vân vân. Việc đặt các từ trái nghĩa bên cạnh nhau có tác dụng làm nổi bật những sự vật, sự việc, hoạt động, trạng thái, đối lập nhau. Sau đây, mời các bạn đến với phần luyện tập. 1. Tìm những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây. A. Gạn đục khơi trong. B. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. C. Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần. Cặp từ trái nghĩa trong câu A là đục, trong. Cặp từ trái nghĩa trong câu B là đen, sáng. Ở câu C có hai cặp từ trái nghĩa: rách, lành, dở, hay. Tiếp theo, mời các bạn đến với yêu cầu số 2. Điền vào mỗi ô trống một từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ, tục ngữ sau. A. Hẹp nhà, ô trống, bụng.
B. Sống người, ô trống, nết. C. Trên kính, ô trống, nhường. Ở câu A, từ trái nghĩa với từ hẹp là từ rộng. Vậy ta điền từ rộng vào ô trống. Ta có câu hẹp nhà, rộng bụng. Câu B, trái nghĩa với từ xấu là từ đẹp. Vậy ta điền từ đẹp vào ô trống. Ta có câu xấu người, đẹp nết. Câu C, trái nghĩa với trên là dưới. Vậy ta điền từ dưới vào ô trống. Ta có câu trên kính, dưới nhường. Các bạn đã hoàn thành bài tập số 2 rất tốt. Sau đây, cô mời các bạn đến với bài tập số 3, tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau. A. Hòa bình. B. Thương yêu. C. Đoàn kết. D. Giữ gìn. Trái nghĩa với hòa bình là chiến tranh, xung đột. Trái nghĩa với thương yêu là ghét bỏ, căm hờn, căm thù. Trái nghĩa với đoàn kết là tan rã, chia rẽ, xung khắc. Trái nghĩa với giữ gìn là phá hoại, phá phách, hủy hoại. Tiếp theo, chúng ta đến với bài tập 4. Đặt hai câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 3. Hai câu, mỗi câu chứa một từ trái nghĩa. Ví dụ, những người tốt trên thế giới yêu hòa bình. Những kẻ ác thích chiến tranh. Đặt một câu chứa cả cặp từ trái nghĩa. Ví dụ, chúng em ai cũng yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Qua bài học ngày hôm nay, các bạn đã hiểu được như thế nào là từ trái nghĩa và cũng đã vận dụng được những kiến thức vừa học để làm các bài tập liên quan đến từ trái nghĩa. Cô yêu cầu các bạn nhớ xem kỹ lại bài để nắm thật vững kiến thức và chuẩn bị thật tốt cho bài học sau, bài luyện tập về từ trái nghĩa. Tiết học đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý phụ huynh và các bạn học sinh. Hẹn gặp lại các bạn vào tiết học sau.